Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 172. Ở cuối tập trước, sau khi huống chi Tiêu Viêm càng là rõ ràng, trước mắt cái này hắc ảnh thực lực, quả thực không tại một cái cấp bậc bên trên. Từ góc độ nào đó đi lên nói, thân thể của hắn đạt tới đấu thần tình trạng, may mắn là không có nguyên khí. Nếu là có nguyên khí, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị trực tiếp cho xóa bỏ. Tiêu Viêm lại lần nữa phục dụng linh uẩn huyền thiên đan, tác dụng phụ so trong tưởng tượng đến càng nhanh. Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra máu tươi, linh uẩn huyền thiên đan lại thêm thiên cương ly huyền trận gia trì. Tiêu Viêm thực lực lại lần nữa căng vọt đến 6 tinh đấu tiên sơ kỳ. Bàn tay lắc một cái, Đinh Duyệt chế tạo diễm hỏa thần cổ thức chính là trực tiếp lướt nhanh ra, biển lửa lan tràn ra, khoách tán ra biển lửa lại là lại trong nháy mắt. Lại lần nữa trở lại Tiêu Viêm trong cơ thể, chẳng qua không phải tại đan điền, mà là tràn ngập tại Tiêu Viêm mỗi một tấc làn da phía trên, cùng trong tay diễm hỏa thần cổ thức. Hỏa diễm bám vào tại Tiêu Viêm quanh thân, bộc phát ra vàng óng ánh tia sáng. Tiêu Viêm thân hình hơi chậm lại, trên thân lôi mang lưu chuyển, lúc này Tiêu Viêm cũng là đem Thái Cổ Thần Lôi thể vận chuyển tới cực trí. Bởi vì thể xác chân chính thừa nhận cực lớn cường độ phụ tải, cưỡng ép tăng thực lực lên, đối thể xác có rất cao yêu cầu, nếu là vô ý, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra, mà nhưng vào lúc này, trên người hắn lưu chuyển lôi mang bên trong. Nhiều một đạo hồng lôi, Tiêu Viêm đem thể xác vận dụng đến cực hạn, mà tại cái này một cái chớp mắt, Thái Cổ Thần Lôi thể cũng rốt cục chân chính đột phá. Thái Cổ Thần Lôi thể tấn cấp đến đệ nhị trọng, thật lôi thể. Kia bôi hồng lôi lưu chuyển, chính là để Tiêu Viêm cảm thấy trên nhục thể phảng phất có được vô tận lại minh mông năng lượng. Chẳng qua Tiêu Viêm tuyệt không hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ hiện tại tình trạng, đối mặt mình có thể là cho đến nay lực lượng cơ thể cường đại nhất một cái. Nó trình độ là hắn bây giờ không cách nào dung chuyển cường đại. Lúc này Tiêu Viêm đem phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích giải khai, gánh vác lấy to lớn trọng lượng cũng là trình độ nhất định hạn chế Tiêu Viêm lực công kích. Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại Tiêu Viêm từ trên thân giải khai một cái chớp mắt, chính là thẳng tắp hướng xuống đất đập xuống, ầm vang một tiếng. Phía dưới đất là trực tiếp bị nện ra một cái hố to, giống như cự thạch ném vào bình tĩnh trong hồ nước, kích thích ngàn tầng sóng nước. Mặt đất từng khúc nứt toác, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Cảnh Bình đồng tử đột nhiên rụt lại, thanh âm nhất thời đều là có chút khàn khàn, ra hỏa này. Một mực cõng nặng như vậy đồ vật tại chiến đấu. Mà lúc này giữa không trung, Tiêu Viêm trên người lực lượng vận chuyển tới cực trí, tháo bỏ xuống Bát Hoang Huyền Trọng Xích về sau. Trên thân thể cái chủng loại kia nhẹ nhàng cảm giác, làm cho Tiêu Viêm huyết dịch đều bành trướng lên. Bành, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh chóng làm cho đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngũ trọng chấn thiên thước phá quân. Tiêu Viêm xuất hiện thời điểm, đã là đến thần sa đọa trước mặt, mà thần sa đọa sâu trong mắt màu xanh lam bên trong, không có chút nào gợn sóng, tản ra vô tận lạnh lùng. Tiêu Viêm thân thể đầu tiên là mượn lực dùng thân thể đi làm lần công kích thứ nhất, dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể phát huy đến cực trí, mà lại phần lớn lực trùng kích đều là từ bám vào tại trên thân thể hỏa diễm cùng lôi mang triệt tiêu. Thần sa đọa bị Tiêu Viêm đụng phát ra một tiếng vang trầm, thân hình về sau vừa lui, nếu là thường nhân, chắc chắn mất đi cân bằng. Lúc này trong tay Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ thức chính là tại mất đi cân bằng về sau một cái sát chiêu. Nhưng mà, cái này thần sa đọa nhưng lại không mất đi cân bằng, thân hình chi là lui về sau lui, đối mặt Tiêu Viêm cái này chí mạng một thước. Kia thần sa đọa đúng là một tay nhô ra, tại kia giữa không trung trực tiếp đem Tiêu Viêm diễm hỏa thần cổ thức ngăn cản, bàn tay như kìm sắt một loại nắm chặt. Tiêu Viêm sắc mặt lập tức biến đổi, mình bây giờ 6 tinh đấu tiên thực lực, một kích này đã là hắn mạnh nhất át chủ bài, làm sao lục dục lực lượng mới chỉ có 3/10. Ngũ trọng chấn thiên thước đệ nhất trọng phá quân cũng là lần đầu tiên hoàn mỹ như vậy thi triển, không ngờ lại là bị trực tiếp ngăn lại. Tiêu Viêm cực lực muốn rút về, lại là phát hiện vô luận mình ra sao dùng sức, đều không thể từ nó trong tay rút về diễm hỏa thần cổ thước. Đáng chết. Tiêu Viêm thấp giọng mắng. Lúc này, diễm hỏa thần cổ thức phía trên đột nhiên phát ra hai đạo canh kết thanh âm. Chợt vết sạn chính là cấp tốc khuếch tán ra đến, Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên rụt lại, cái này chính là chấn kim tạo thành, mặc dù nồng độ không cao. Nhưng là nó trình độ cứng cáp đã phi thường dọa người, đúng là bị trước mắt hắc ảnh cho sinh sôi bóp nát, kinh khủng nhất chính là, hắn vẻn vẹn chỉ là dùng một tay nắm chính là làm được dễ dàng. Bịch một tiếng. Diễm hỏa thần cổ thức trực tiếp vỡ nát mà đi, Tiêu Viêm kinh hãi, thân hình cũng là về sau nhanh lùi lại, nhưng mà thần sa đọa bước chân đạp mạnh, chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, một cái chính là sách ở Tiêu Viêm cổ áo, một quyền chính là đối Tiêu Viêm mặt oanh tới. Mà nhưng vào lúc này, trong tay Tiêu Viêm chấn kim đại thuẫn nổi lên, ngăn tại mặt của mình chỗ. Thần sa đọa hung hãn lực lượng trực tiếp là đánh tung tại chấn kim đại thuẫn phía trên, này khiến lực phòng ngự lại là khá kinh người. Tiêu Viêm thân hình bị oanh lui về sau trăm trượng, nhưng mà kia thần sa đọa nhưng lại chưa cứ như thế mà buông tha, chẳng qua tốc độ của Tiêu Viêm cũng là cực nhanh. Thần sa đọa quyền phong xé rít gào, mỗi một quyền đều không có bất kỳ cái gì hoa mỹ chiêu thức. Đều là cực kỳ đơn giản song quyền, nhưng mỗi một quyền của hắn là đủ tùy tiện oanh sát 14 tinh đầu tiên. Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cực nhanh,
Thần Sa Đọa mỗi một quyền đều là đánh vào Trấn Kim Đại Thuẫn phía trên, liền Tiêu Viêm cũng không từng ngờ tới. Cái này Trấn Kim Đại Thuẫn lực phòng ngự vậy mà lại kinh người như thế, tiếp nhận Thần Sa Đọa gần 10 quyền về sau mới sinh ra một vết nứt. Mà Vô Ý Chiến đội đám người thấy tình thế không đúng, đám người chính là lướt ầm ầm ra, mà trước hết không chịu nổi tính tình chính là Khiếu Chiến. Rắn chắc thân thể, chính là thay phiên Hắc Thần Sơn liền hướng phía Thần Sa Đọa ầm ầm đập tới. Tiêu Viêm trong lòng tự nhủ không tốt, nếu là Thần Sa Đọa đưa ánh mắt chuyển rời đến đám người, chỉ sợ không người có thể hữu chiêu khung lực lượng. Hạ Tăng Huy đã thử qua linh hồn chi lực, phát hiện cái thằng này căn bản không có linh hồn chi lực tự nhiên là không được nửa điểm tác dụng. Ngay tại Tiêu Viêm lo lắng lúc, Khiếu Chiến vung Hắc Thần Sơn chính là vào đầu đối Thần Sa Đọa đập tới, kia Thần Sa Đọa một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Làm bộ cũng phải giống bóp nát Tiêu Viêm Diễm Hỏa Thần cổ thức như vậy bóp nát Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn. Nhưng mà, ngay tại Hắc Thần Sơn còn chưa chạm đến kia Thần Sa Đọa lúc, không biết cái gì cự lực. Thần Sa Đọa thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, lập tức như bị trọng thương, như diều đứt dây, trực tiếp bắn ngược mà đi. Mặt đất trực tiếp là bị nó ném ra một cái hố to, vô số phòng ốc trong khoảnh khắc san thành bình địa. Mọi người đều là một mặt hoài nghi, hẳn là cảnh bình trận pháp nó tác dụng rồi. Cái này, ta trận pháp chỉ có thể vây khốn hắn, nhưng không có dạng này công kích lực. Cảnh Bình nhìn xem Tiêu Viêm quăng tới ánh mắt, chính là cười khổ một tiếng nói. Không phải Cảnh Bình, vậy cái này cỗ có thể đem Thần Sa Đọa trực tiếp anh không hề có lực hoàn thủ lực lượng cường đại từ đâu mà đến. Chợt ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại trên không Khiếu Chiến trên thân, Khiếu Chiến thì là một mặt ngạc nhiên. Hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt, chính là vội vàng giải thích. Không phải ta cũng còn không có nện vào hắn, chính hắn liền ngã, 100% là người già bị đụng. Khiếu Chiến bày ra tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Khiếu Chiến đang khi nói chuyện, hố to bên trong phát ra một tiếng vang trầm, chính là trông thấy phía dưới bụi đất tung bay, mà tại kia trong bụi đất, một đạo hắc ảnh lướt ầm ầm ra, nhắm thẳng vào Khiếu Chiến. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Tiêu Viêm trong lòng siết chặt. Cẩn thận, Khiếu Chiến. Tiêu Viêm vội vàng quát, thân hình cũng là đồng sự lướt ầm ầm ra, Tiêu Viêm biết, nếu là Khiếu Chiến bị Thần Sa Đọa công kích, hắn sẽ mất mạng. Nhưng là Thần Sa Đọa tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt chính là đến Khiếu Chiến trước mặt. Tiêu Viêm tốc độ lại nhanh, cũng là không kịp. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, vội vàng vận chuyển Thiên Cương Ly Huyền Trận, đem tiên chi nguyên khí toàn bộ đều chuyển di tại Khiếu Chiến trên thân. Khiếu Chiến thực lực cấp tốc từ nhất tinh đấu tiên căng vọt đến hai tinh đấu tiên đỉnh phong, đây đã là cực hạn, nhưng là thực lực như vậy. Tại Thần Sa Đọa trước mặt giống như một con giun dế, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể nhẹ nhõm giết chết Khiếu Chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khiếu Chiến trực tiếp vung lên Hắc Thần Sơn. Đem trong cơ thể tiên chi nguyên khí đều tràn vào Hắc Thần Sơn bên trong. Nhất thời, kia Hắc Thần Sơn chính là trọn vẹn bành trướng một vòng lớn. Tiêu Viêm biết được, Khiếu Chiến mặc dù đạt được Hắc Sơn Thần Quân truyền thừa, nhưng là Khiếu Chiến mới vừa vặn tấn cấp đấu tiên không lâu. Tiếp nhận truyền thừa đều chỉ là minh ngộ một chút điểm, bây giờ Khiếu Chiến có thể phát huy ra Hắc Thần Sơn lực lượng là phi thường đơn nhất. Thần Sa Đọa lực lượng hoàn toàn cùng Khiếu Chiến không tại một cái cấp độ phía trên, Khiếu Chiến không có khả năng cản hạ Thần Sa Đọa công kích, chỉ ít tất cả mọi người cho rằng như vậy. Cảnh Bình huynh, trận pháp còn không có bố trí tốt sao? Tiêu Viêm nóng nảy hét lớn một tiếng, Cảnh Bình đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy mười mấy đầu tơ vàng lúc này đã là bố trí thành hình. 12 huyền tia khốn thần đại trận. Cảnh Bình hét lớn một tiếng, chính là nhìn thấy 12 đầu huyền sợi tơ phi tốc xẹt qua, trực tiếp là không có chút nào sai lầm đều trói tại phi hành tốc độ cao Thần Sa Đọa trên thân. Oanh một tiếng. Cái này 12 đầu huyền tia băng thẳng tắp, nhưng lại tuyệt không đứt gãy, Thần Sa Đọa bị gắt gao trói lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mà giờ khắc này hắn cách Khiếu Chiến, không đến 10 trượng khoảng cách. Giờ phút này Khiếu Chiến hai mắt đỏ lên, vung lấy Hắc Thần Sơn liền tiếp tục hướng phía bị trận pháp trói lại Thần Sa Đọa hung hăng đập tới. Cảnh Bình tuyệt không ngăn cản, hắn cũng không cho rằng Khiếu Chiến trong tay đen xì giống như núi đồ vật có thể bởi vì nện Thần Sa Đọa mà đứt đoạn 12 đầu huyền tia. Đây là ta bỏ ra nhiều tiền mới mua được, nghe nói liền đấu thần cũng là có thể vây khốn, như vậy quái vật cũng tự nhiên là không đáng kể. Cảnh Bình tràn đầy tự tin nói. Khiếu Chiến vung lấy Hắc Thần Sơn oanh đập xuống, nhưng mà chỉ là còn tại giữa không trung, kia Thần Sa Đọa gương mặt chính là có chút biến hình. Mà hậu thân hình trì trệ, phảng phất chính thừa nhận cự lực, 12 đầu huyền mền tơ băng vang lên ong ong. Cho đến Thần Sa Đọa thân hình đều là bắt đầu vặn vẹo, làm Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn thật rơi xuống Thần Sa Đọa trên người thời điểm, bó kia lấy hắn gắt gao 12 đầu huyền tia đều đứt đoạn mà đi. Sau đó Thần Sa Đọa tại mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp bị Khiếu Chiến Hắc Thần Sơn lại lần nữa nhập vào mặt đất cái hố càng lớn. Đám người giờ phút này một mặt hoài nghi, bao quát Tiêu Viêm ở bên trong đều là không hiểu nhìn xem một màn này. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương dùng hết toàn lực đều không có cách nào giải quyết, Khiếu Chiến công kích đúng là lại thần hiệu. Chân áp lại hắn, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, Khiếu Chiến dường như cũng là hiểu rõ ra, trong tay hắn Hắc Thần Sơn đối phó cái này Thần Sa Đọa có kỳ hiệu. Khiếu Chiến gật đầu, chính là thay phiên Hắc Thần Sơn chính là kia Thần Sa Đọa cho gắt gao áp chế chắc chắn.
Tại khiếu chiến Hắc Thần Sơn dưới, kia thần sai đoạ đúng là thật không cách nào động đậy nửa điểm, gắt gao áp chế ở Hắc Thần Sơn dưới, lộ ra một cái đầu ra tới. Lúc này mọi người mới là chậm rãi thở dài một hơi, cùng lúc đó, Tiêu Viêm lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Liên tục phục dụng Linh Uẩn Huyền Thiên Đan vẫn là để Tiêu Viêm thân thể tiếp nhận cực lớn phụ tải, thời gian sau khi tới, Tiêu Viêm thương thế cũng là để lộ ra. Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nhi vội vàng đỡ lấy Tiêu Viêm, rơi xuống mặt đất, Tiêu Viêm phục dụng mấy cái đan dược về sau, chính là tại chỗ đả tọa khôi phục thương thế. Lúc này Diệp Phi Ngư cũng là chiếu cố tốt Nhiễm Xương về sau, thủ ấn biến ảo, chợt chính là có ôn hòa năng lượng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, đang nhanh chóng chữa trị Tiêu Viêm thương thế. Có lẽ, ta cũng có thể giúp một chút bận bịu. Lúc này, Thủy Châu Nhi cũng là xuất hiện ở một bên, nhìn thấy Thủy Châu Nhi, mọi người nhất thời xôi trào. Ta nhớ được, ta gặp qua ngươi, chờ ta ngẫm lại. Khiếu Chiến hưng phấn không thôi, hoàn toàn không có chú ý tới Thiên Ngưng gương mặt xinh đẹp lên mặt sắc không đúng, chống đỡ Khiếu Chiến không chú ý, chính là mạnh mẽ tại Khiếu Chiến bên hông dùng sức vừa bấm. Đau Khiếu Chiến liền phải hô to, Thiên Ngưng một hơi điểm tâm tắc lại Khiếu Chiến miệng, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Khiếu Chiến, thanh âm êm ái hỏi, vậy ngươi nghĩ đã dậy chưa? Nhìn xem Thiên Ngưng nụ cười ôn nhu, Khiếu Chiến miệng nhét thành hình tròn, vội vàng lắc đầu, không dám nói nữa. Đây không phải Hồng Mông phòng đấu giá Thủy Châu Nhi tiểu thư sao? Diệp Phi Ngư nói, Thủy Châu Nhi tự nhiên là nhận ra Tiêu Viêm một đám, tại Hồng Mông phòng đấu giá mấy bức tranh cuối cùng đấu giá lúc chính là có chút ấn tượng. Sau đó lại tại trận đầu huyễn cảnh hắc ám xâm lâm bên trong Thông Thiên Trụ mắt thấy vô ý chiến đội cùng đấu thần liên minh đại chiến. Như vậy minh tinh đội ngũ, thực sự nếu như Thủy Châu Nhi khắc sâu ấn tượng. Thủy Châu Nhi khẽ gật đầu một cái, mình đội ngũ người sớm đã là sụp đổ, bây giờ đều là không biết đi nơi nào. Sau khi nói xong, Thủy Châu Nhi cũng là thủ pháp huyền diệu, cũng là tản ra ôn hòa lực lượng, cấp tốc trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục thương thế. Tại Diệp Phi Ngư cùng Thủy Châu Nhi hợp lực phía dưới, hồi lâu về sau, Tiêu Viêm chính là mở mắt ra đến, thương thế hiển nhiên đã không còn đáng ngại. Chẳng qua đan dược tác dụng phụ vẫn là rất mạnh, chỉ ít trong thời gian ngắn không thể lại phục dụng lấy Linh Uẩn Huyền Thiên Đan, nếu không đến lúc đó, nhục thể này chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt. Tiêu thiếu, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, tất cả mọi người là xông tới, Cảnh Bình cũng thế. Tại Tiêu Viêm hôn mê trong lúc đó, hắn chỉ là đi nhìn thoáng qua bị đặt ở Hắc Thần Sơn hạ thần sai đoạn, nhưng đều chỉ là đứng xa xa nhìn, Cảnh Bình hiển nhiên rất rõ ràng tên kia lại lấy loại thực lực nào. Nếu là đột nhiên tránh thoát Hắc Thần Sơn, vậy coi như phải không may, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn cùng đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng người lên, hắn tự nhiên là cảm giác được thương thế của mình có người hỗ trợ, chợt chính là đối Diệp Phi Ngư cùng Thủy Châu Nhi có chút ôm quyền. Cảm ơn sư tỷ, đa tạ cô nương. Tiêu Viêm ôm quyền đối Diệp Phi Ngư cảm ơn về sau, nhìn xem Thủy Châu Nhi nao nao, lập tức phát hiện không biết nàng, có chút không hiểu thấu. Không biết cô nương là ai? Tiêu Viêm hỏi, mọi người đều là vỗ trán một cái, Thủy Châu Nhi bộ dáng thế nhưng là mê đảo Hồng Mông Tinh không biết bao nhiêu nam tử. Người theo đuổi nàng, vạn giới bên trong chỗ nào cũng có, Tiêu Viêm vấn đề thực sự nếu như Thủy Châu Nhi khóe miệng có chút co lại. Trong lòng chính là nghĩ đến, ngươi đều cứu ta, còn không biết ta là ai. Tiểu sư đệ, đây là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì, Thủy Châu Nhi. Diệp Phi Ngư vội vàng đứng ra làm dịu xấu hổ, giới thiệu nói. Thực sự thật có lỗi, Thủy Châu Nhi tiểu thư đa tạ hỗ trợ. Tiêu Viêm mặt mo đỏ ửng, đây mới là nhớ tới Thủy Châu Nhi là ai, vội vàng bồi không phải. Thủy Châu Nhi che miệng cười một tiếng, đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi, sau đó nói, lần này thế nhưng là ngươi đã cứu ta một mạng, nên cảm tạ người hẳn là ta mới đúng. Cảm tạ liền không cần, chúng ta cũng chỉ là nghĩ tại cái này truyền thừa chi địa tìm được tạo hóa mà thôi. Tiện tay mà thôi, chẳng qua bây giờ còn không có chân chính giải quyết hết quái vật này, còn không thể chủ quan. Tiêu Viêm cười cười, chính là hời hợt nói, nhưng là Thủy Châu Nhi biết được, nếu là đổi lại khác đội ngũ. Chỉ sợ là chạy so với ai khác đều nhanh, ai còn sẽ bốc lên loại này nguy hiểm cùng cái này hung hãn quái vật chiến đấu. Nói xong, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đi hướng Hắc Thần Sơn, đám người chính cảnh giác nhìn chăm chú lên bị Hắc Thần Sơn áp chế không cách nào động đậy thần sai đoạn, lộ cái đầu ra tới. Đinh Duyệt, ngươi có biện pháp tiêu diệt hắn sao? Tiêu Viêm nhìn xem thể xác cường hãn đến căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó thần sai đoạn, nếu là muốn phá hủy lên thể xác khả năng giết chết, kia chỉ sợ có chút khó khăn. Chợt, Đinh Duyệt bắt đầu từ kia không gian giới tử bên trong ra tới, nhìn xem đen sì thần sai đoạn, ngồi xổm người xuống. Chính là nhìn thấy thần sai đoạn một đôi sâu trong mắt màu xanh lam, không có tình cảm chút nào, tại nó trên thân càng là không có chút nào sinh khí. Đây là cái quái gì? Tiêu Viêm tự nhiên cũng là cảm thấy được, mặc dù nhìn như hình người vật sống, nhưng trên thân lại là không có chút nào sinh khí có thể nói. Nói hắn là cái người chết, nhưng là lực công kích lại mạnh đáng sợ, Thủy Châu Nhi một nhóm đội ngũ gần như phần lớn đều bị hắn cho chém giết. Tiêu Viêm nhìn xem kia đen xì đầu lâu, phía trên không biết là lắng đọng bao nhiêu cho bụi, chỉ có thể đơn giản nhìn ra được có người ngũ quan, còn có chính là kia một đôi sâu trong mắt màu xanh lam. Thần sa đoạn, Đinh Duyệt vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cái này đen như mực đầu người, hiển nhiên là chú ý tới hắn sâu con mắt màu xanh lam. Thần sa đoạn, Tiêu Viêm có chút không hiểu,
chợt Đinh Duyệt chính là đem thần sa đọa lai lịch cho mọi người giải thích một lần, chúng người mới minh bạch. Hóa ra là một đấu thần sau khi ngã xuống, dùng cổ minh hà khoa học kỹ thuật đem nó phục sinh, chẳng qua hắn lại chỉ hiểu giết chóc, không có ý thức. Hẳn là, chính là bởi vì cái này sa đọa thanh âm mới đưa thiên cực thành băng phong nơi này. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, thực sự là không nghĩ ra một cái phồn vinh thịnh vượng thiên cực thành tại sao lại bị băng phong tại cái này sa mạc lòng đất. Tiêu Viêm đưa ra nghi ngờ của mình, Đinh Duyệt thì là lắc đầu. Lúc này Thủy Châu Nhi tại mọi người sau lưng như chuông bạc thanh âm êm ái chậm rãi vang lên, cũng không phải. Thiên cực thành bị băng phong ở đây lý do không chỉ có riêng đơn giản như vậy, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thủy Châu Nhi tiểu thư biết được. Đám người chính là cho Thủy Châu Nhi nhường ra một con đường đến, nơi này chỉ sợ Đinh Duyệt đều không có Thủy Châu Nhi rõ ràng hơn. Thủy Châu Nhi dù sao liền sinh hoạt tại Hồng Mông Tinh, nàng chứng kiến hết thảy, bao quát đối truyền thừa chi địa hiểu rõ trình độ từ chối cho ý kiến. Tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt tò mò nhìn xem Thủy Châu Nhi. Cũng không biết là bởi vì Thủy Châu Nhi đẹp mắt vẫn là hiếu kỳ, mấy chục người con mắt hạt châu đều muốn trừng ra ngoài. Liên Cảnh Bình cũng ở một bên cười ngây ngô, chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Theo như truyền thuyết, Thiên Cực Thành thành công khôi phục cái thứ nhất đấu thần, mà cái này đấu thần đúng là chúng ta gặp thần sa đọa, sở dĩ có cái danh này. Cũng không phải là bởi vì hắn cường đại, mà sự xuất hiện của hắn là một cái người khai sáng, cái thứ nhất thành công khôi phục đấu thần thân thể. Thủy Châu Nhi nói, thanh âm chính là dần dần đè thấp, chân chính dẫn đến tòa thành này bị băng phong nguyên nhân là bởi vì bọn hắn nhờ vào đó chế tạo ra một con khổng lồ đấu thần quân đoàn. Sau đó triển khai một trận phản kháng đại chiến, chẳng qua cuối cùng chiến bại, dẫn đến cái này Thiên Cực Thành vĩnh viễn bị băng phong, Thiên Cực Thành người vĩnh thế vào không được luân hồi. Thiên Cực Thành trêu chọc cái gì thế lực, sẽ chọc cho tới này sát sinh chi họa, cái này thế lực cường đại đến luân hồi đều có thể quản được sao? Tiêu Viêm khẽ chau mày, chính là dò hỏi, Thủy Châu Nhi lập tức kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là tại nói đùa nàng, chính là cười khổ một cái nói. Cái thế lực này quá cường đại, các ngươi sẽ biết được, về phần danh tự, tạm thời ta vẫn là đừng nói ra tốt. Thủy Châu Nhi nói đến cái thế lực này thời điểm, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, Tiêu Viêm nghe vậy mày nhíu lại lợi hại hơn. Theo Tiêu Viêm trước mắt biết, Đấu Thần Liên Minh chính là một người cường đại nhất thế lực một trong, nếu là Đấu Thần Liên Minh. Thủy Châu Nhi sẽ không như thế ấp a ấp úng, hiển nhiên trong miệng nàng thế lực là có khác tồn tại càng cường đại hơn. Tốt, chúng ta vẫn là trước thương lượng một chút, như thế nào giải quyết rơi cái này thần sa đọa đi. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, chính là nói. Giờ phút này Đinh Duyệt đã là quan sát nửa ngày, suy tư chỉ chốc lát về sau, chính là nói ra. Có thể đem vẫn lạc đấu thần khôi phục minh hà khoa học kỹ thuật cũng không có dễ giải quyết như vậy, cũng không biết có hay không khống chế hắn biện pháp. Đinh Duyệt ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là đem hắn phá hủy, mà là suy xét như thế nào khống chế hắn. Nếu là có một cái đấu thần thân thể làm tay chân, kia con đường sau đó, liền dễ làm nhiều à. Là dùng linh hồn chi lực khống chế sao? Tiêu Viêm hỏi. Đinh Duyệt lắc đầu, trả lời, có thể thử một lần. Chẳng qua muốn khống chế chỉ sợ phi thường khó khăn, trong thời gian ngắn có thể làm không đến, cái này thần sa đọa mặc dù không có nguyên khí. Chỉ có đấu thần thân xác, như là bát tinh trở xuống đấu tiên đều là không đáng kể, nếu là có thể đưa nó khống chế lại, chúng ta ngược lại là có thêm một cái át chủ bài. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy phân biệt dùng linh hồn chi lực thử một cái, đều là cuối cùng đều là thất bại, chợt Đinh Duyệt lấy ra một cây châm nhỏ. Trực tiếp từ lên cái ót cắm vào, kia thần sa đọa sâu trong mắt màu xanh lam chính là hoàn toàn mờ đi, thân thể trực tiếp không có động tác. Không nghĩ tới hắn hạch tâm khống chế nguyên cũng là ở chỗ này, đã như vậy vậy liền dễ làm nhiều, khiêu chiến ngươi có thể đem Hắc Thần Sơn thu hồi đi. Ta căn này chấn kim châm dài có thể tạm thời khống chế lại hắn, chẳng qua muốn hoàn toàn khống chế, ta còn phải nghiên cứu một phen mới được. Đinh Duyệt nói xong, khiêu chiến chính là cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi Hắc Thần Sơn, chỉ thấy kia thần sa đọa thật không nhúc nhích, dường như mất đi sinh mệnh. Trên thân tản ra hôi thối, rất là để người khó chịu. Phải tẩy một chút, đây cũng quá thối. Mùi thối cay con mắt. Lúc này Thiên Ngưng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một viên thủy cầu chính là hiện ra. Sau đó mạnh mẽ cọ rửa tại thần sa đọa thân thể bên trên, cho đến mấy cái thủy cầu mới đưa mùi thối làm nhạt, mà kia thần sa đọa bộ dáng cũng là rốt cục hiện ra ở mọi người trước mắt. Vậy ta trước tiên đem nó mang đến nghiên cứu một chút. Đinh Duyệt nói chính là mang theo thần sa đọa một lần nữa trở lại Tiêu Viêm trên ngón tay không gian giới tử bên trong. Đinh Duyệt tiểu thư, có vấn đề cho ta biết, hắn đánh không lại ta, ha ha ha. Khiêu chiến đắc ý không thôi. Cuối cùng là đến phiên mình ra một lần danh tiếng. Nhưng mọi người đều hiểu, sở dĩ khiếu chiến có thể chiến thắng cái này thần sa đọa, hoàn toàn là bởi vì Hắc Thần Sơn nguyên nhân. Mà Thủy Châu Nhi quan sát tỉ mỉ Hắc Thần Sơn thời điểm, kia một đôi mắt đẹp bên trong cũng là toát ra vẻ kinh dị, sau đó mở miệng dò hỏi, đây. Vật này hẳn là chính là trong truyền thuyết Hắc Thần Sơn. Thủy Châu Nhi mới mở miệng, vô ý chiến đội tất cả mọi người là hơi kinh hãi, xác thực không nghĩ tới Thủy Châu Nhi vậy mà liếc mắt chính là nhận ra khiếu chiến trong tay Hắc Thần Sơn. Không hổ là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì. Quả nhiên là học thức uyên bác, dường như tất cả mọi thứ tại Thủy Châu Nhi tiểu thư trước mặt, liếc mắt chính là có thể xem thấu. Tiêu Viêm cười nói. Quá khen,
ta cũng chỉ là trước khi tới đây có chút nghiên cứu mà thôi, chỉ là không ngờ tới Hắc Sơn Thần Quân Hắc Thần Sơn sẽ xuất hiện ở đây. Nghĩ đến các ngươi cùng Hắc Sơn Thần Quân có không hiểu nguồn gốc. Thủy Châu Nhi cười nói, đang khi nói chuyện đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Thủy Châu Nhi thời điểm. Tại kia lão luyện ứng phó người trong tươi cười, Tiêu Viêm phát giác được một tia dị dạng, khẽ chau mày, chính là cảnh giác. Thủy Châu Nhi tiểu thư xem ra có tâm sự, không ngại nói nghe một chút. Tiêu Viêm thẳng thắn, nếu là Thủy Châu Nhi nghĩ trên người bọn hắn tính toán gì, chỉ sợ Tiêu Viêm là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thủy Châu Nhi không nghĩ tới bị Tiêu Viêm nhìn ra mánh khóe, trên mặt đẹp sắc hơi đổi về sau, hàm răng cắn cắn môi. Thủy Châu Nhi biết được, nếu là Tiêu Viêm bọn hắn không mang tới nàng, cái này truyền thừa chi địa nàng khẳng định là đi ra không được. Thực sự là thật có lỗi, đội ngũ của ta bị thần sa đọa tách ra, chết chết trốn thì trốn, lần này có thể để cho ta tạm thời gia nhập đội ngũ của các ngươi, nếu không, ta chỉ sợ không có khả năng ở đây sống sót, chờ ra truyền thừa chi địa về sau, ta tự sẽ báo đáp các vị. Ngã Thủy Châu Nhi ánh mắt tùy thời đều nhìn chăm chú tại Tiêu Viêm trên thân. Nàng xem xét chính là một cái 10 phần khôn khéo nữ nhân, nơi này ai làm chủ, liếc mắt chính là có thể nhìn ra được. Thủy Châu Nhi tiểu thư, ta thật hết sức tò mò, ngươi tại sao lại nhận ra cái này Hắc Thần Sơn? Ngươi nếu nói là tại cổ tịch bên trên nhìn thấy, liếc mắt là không thể nào nhận ra được, trừ phi ngươi rất quen thuộc, ngươi còn tại nói láo. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thủy Châu Nhi, nên biết được, gần như đều là đồng thời đến vòng thứ hai cảnh. Nhưng mà bọn hắn lại là dẫn đầu đến cái này trong truyền thừa, tối thiểu so đám người Tiêu Viêm nhanh nửa ngày không thôi. Vậy nói rõ, Thủy Châu Nhi bọn hắn ngay từ đầu chính là biết được tại cái này phương Tây bản khối đỉnh cấp truyền thừa vị trí. Mà không phải giống Tiêu Viêm bọn hắn một loại vẫn là dò xét, vận khí tốt bị đầu kia cự mãng mang đến. Bao quát Thủy Châu Nhi đối thần sa đọa vô cùng hiểu rõ cùng trông thấy khiếu chiến Hắc Thần Sơn thời điểm liếc mắt nhận ra. Những chi tiết này đều tại lộ ra cái này một cái tin tức, Thủy Châu Nhi không đơn giản, thậm chí có thể nói, nàng khả năng hoàn toàn chính là vì cái này Thiên Cực Thành mà tới. Thủy Châu Nhi thân thể mềm mại có chút dừng lại, Tiêu Viêm quan sát 10 phần cẩn thận, mà tuyệt không nói bởi vì mỹ mạo của nàng từ đó sẽ đối nàng hiền lành, trái lại, đối nàng rất là cảnh giác. Ngươi nếu không nguyện nói, kia Thủy Châu Nhi tiểu thư liền mời liền đi, ta sẽ không đem tiềm ẩn nguy hiểm giữ ở bên người. Tiêu Viêm thẳng thắn, trên mặt càng không nửa phần ý cười, thần sắc nghiêm túc nói. Thủy Châu Nhi hàm răng cắn môi, tựa hồ có chút bí mật khó nói, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Tiêu Viêm thấy thế, trực tiếp xoay người, chính là chuẩn bị dẫn đầu lấy đội ngũ của mình rời đi. Chờ một chút, ta nói. Thủy Châu Nhi minh bạch nơi đây trình độ hung hiểm, một người là căn bản không thể có thể sống sót. Tiêu Viêm bước chân dừng một chút. Không phải Tiêu Viêm tuyệt tình, mà là ở nơi như thế này, hắn nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận. Hú chi Thủy Châu Nhi chính là Hồng Mông phòng đấu giá chủ trì. Nàng mỗi ngày đối mặt vạn giới các loại thương nhân, nàng lòng dạ cũng không phải bình thường người có thể sánh được. Kỳ thật, Hắc Sơn Thần Quân là phụ thân của ta. Thủy Châu Nhi lời nói dừng một chút, rốt cục nói ra miệng, lời nói mới ra, chính là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Tiêu Viêm cũng là như sấm kích, đáp án này là Tiêu Viêm làm sao đều không ngờ tới, Thủy Châu Nhi là Hắc Sơn Thần Quân nữ nhi. Tại thu hoạch được Hắc Sơn Thần Quân truyền thừa thời điểm cũng chưa từng nghe được Khiếu Chiến nói qua việc này, Tiêu Viêm chợt đưa ánh mắt nhìn về phía Khiếu Chiến. Tiêu thiếu, ta thật không biết. Thu hoạch được Hắc Sơn Thần Quân truyền thừa thời điểm, ta chỉ lấy được một chút tu luyện Hắc Thần Sơn đấu kỹ công pháp, cái này bạo tạc tin tức ta là thật không biết hiểu. Khiếu Chiến một mặt vô tội nói, Tiêu Viêm cau mày, chợt chính là nháy mắt hiểu rõ ra, vì sao Thủy Châu Nhi sẽ như vậy cẩn thận, bởi vì có người đang tìm Thủy Châu Nhi. Mà Thủy Châu Nhi nếu không phải hiện tại vây ở nơi đây, chỉ sợ chuyện như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Làm sao có thể chứng minh? Tiêu Viêm vẫn là cảnh giác hỏi. Thủy Châu Nhi cắn răng một cái, bàn tay có chút nhô ra, chỉ thấy được trong lòng bàn tay của nàng đúng là lơ lửng ra một tòa Bạch Thần Sơn. Chỉ nhan sắc cùng Khiếu Chiến không giống bên ngoài, nó tạo hình cùng đường vân gần như đều là giống nhau như đúc. Mọi người đều là lạnh tê một tiếng. Kia vì sao trước đó ngươi không cần núi này trấn áp cái này thần sa đọa? Tiêu Viêm lại lần nữa nghi ngờ nói, nếu là Khiếu Chiến trong tay Hắc Thần Sơn có trấn áp cái này thần sa đọa hiệu quả, kia Thủy Châu Nhi trong tay tòa này Bạch Thần Sơn hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả mới đúng. Trong tay của ta Bạch Thần Sơn cùng Hắc Thần Sơn đều là xuất từ Thiên Cực Thành, hai ngọn núi dùng vật liệu lại là hoàn toàn không giống. Có phân âm dương, ta cái này Bạch Thần Sơn là âm, có thể trấn âm hồn, mà phụ thân ta Hắc Thần Sơn thì là dương, có thể trấn chúng sinh. Thủy Châu Nhi lại lần nữa giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, mới là trùng điệp liền ôm quyền. Thật có lỗi, Thủy Châu Nhi tiểu thư, vừa mới có nhiều đắc tội, ngươi cũng biết được, tại cái này nhân tâm khó lường trong trận đấu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiêu Viêm tuyệt không lại lần nữa hoài nghi Thủy Châu Nhi, lúc đầu Tiêu Viêm còn muốn hỏi thăm một vài thứ. Nhưng là giờ phút này có nhiều bất tiện, dù sao cảnh Bình Linh tu chiến đội ở đây, Tiêu Viêm đồng dạng đối nó có phòng bị chi tâm. Đã như vậy, Thủy Châu Nhi tiểu thư tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Viêm hỏi. Ở nơi này đợi quá lâu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nơi đó là toàn bộ Thiên Cực Thành pháo đài chỗ, ta đưa nó mở ra,
nhưng cùng lúc bị nơi này vô số cổ minh hà ma thú vây, muốn qua liền trước hết phải đem những ma thú này cho diệt. Nhưng những ma thú này đều rất khó giết chết, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp trước giải quyết hết những ma thú này mới được. Thủy Châu Nhi lật bàn tay một cái, đem Bạch Thần Sơn thu lại, sau đó chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, đều là hướng phía trong thành tâm phương hướng nhìn lại, xa xa chính là có thể trông thấy một viên quang cầu ở giữa không trung xoay tròn lấy. Còn có thể trông thấy một ít ma thú ở phía dưới đối quang cầu không ngừng bổ nhào. Những ma thú này có hai cái trái tim, diệt sát lên cực kỳ phiền phức, mà lại số lượng khổng lồ, trong thời gian ngắn muốn giết sạch chỉ sợ có chút khó khăn. Tiêu Viêm cau mày, trả lời. Thủy Châu Nhi chợt cũng là gật gật đầu, chẳng qua đôi mắt đẹp của nàng lại là dừng lại tại khiếu chiến trên thân. Sau đó nhẹ nói, hoàn toàn chính xác, nếu là lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ khó có thể đối phó nhiều như vậy cổ minh hà khoa học kỹ thuật chỗ chế tác được ma thú. Bọn chúng không có linh hồn, cho nên ta Bạch Thần Sơn đối bọn chúng không có tác dụng, có điều. Nếu là Hắc Thần Sơn, lại là có thể rất nhẹ nhàng liền đem bọn chúng toàn bộ trấn áp. Hắc Thần Sơn có mạnh như vậy sao? Khiếu Chiến nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh dị, Hắc Thần Sơn tại Khiếu Chiến trong tay, đó chính là một khối đá lớn. Vung lấy đập loạn còn nện không hỏng tảng đá lớn, Khiếu Chiến dường như chưa hề nghĩ tới cái này Hắc Thần Sơn có thể có như vậy uy lực. Năm đó phụ thân lấy Hắc Thần Sơn trấn áp đấu thần liên minh vô số đấu thần cường giả, hóa thành ngàn trượng vạn trượng về sau Hắc Thần Sơn, coi như phổ thông đấu thần đều là khó mà ngăn cản, ngươi nói mạnh không mạnh? Đối mặt Khiếu Chiến chất vấn, Thủy Châu Nhi lộ ra tự nhiên là có chút không vui, dường như Khiếu Chiến chất vấn không phải Hắc Thần Sơn, mà là tại chất vấn phụ thân của nàng. Thủy Châu Nhi tiểu thư, hắn vừa mới đột phá đấu tiên không lâu, Hắc Sơn thần quân truyền thừa hắn cũng cần thời gian đi chậm rãi tiêu hóa, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn. Tiêu Viêm nghe ra Thủy Châu Nhi trong lời nói tức giận, phụ thân lưu lại thần vật bị người khác chất vấn, luận ai cũng không dễ chịu. Thủy Châu Nhi tiểu thư, hắn đầu óc không được tốt lắm, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn. Lúc này phía sau Nam Nhĩ Minh cũng là ôm quyền chắp tay, Khiếu Chiến lập tức liền mắt trợn tròn, tức giận nhìn xem Nam Nhĩ Minh, há hốc mồm, chính làm lấy im ắng kháng nghị. Thủy Châu Nhi lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, không nói gì thêm nữa, Tiêu Viêm thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn ngược lại là quen thuộc Khiếu Chiến không đầu không đuôi phương thức nói chuyện, chỉ sợ hiện tại Khiếu Chiến đều còn không biết mình đến tục cùng nói sai cái gì, một mặt ngốc trệ. Tốt, đã như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, đi. Tiêu Viêm phất phất tay, vừa mới nói xong, hai chi đội ngũ chính là hướng phía trong thành tâm bay đi, lúc này cũng còn có thể trông thấy. Trong thành trên đường phố nơi hẻo lánh bên trong, còn không ngừng có ma thú hướng phía trong thành tâm tiến đến, nơi đó giờ phút này đã gần như tụ tập tất cả ma thú. Còn tốt chính là, những ma thú này cũng không nguyên khí, cho nên đều là thuần túy thể xác công kích. Nhưng thân thể của bọn chúng lực lượng có thể so với ba tinh đấu tiên, riêng biệt tự nhiên là không tạo được cái uy hiếp gì, chẳng qua một khi số lượng khổng lồ. Một con ba tinh đấu tiên, như vậy hơn vạn ba tinh đấu tiên liền sẽ là một cỗ liền sáu tinh đấu tiên đều có thể tùy tiện xé nát lực lượng. Huống chi, những ma thú này có hai cái trái tim, rất khó giết chết. Sau một lát, Tiêu Viêm một đám chính là đi vào quang cầu phía trên, vô số ma thú còn tại điên cuồng bổ nhào lấy quang cầu, dường như quang cầu bên trong có thứ gì, hấp dẫn lấy những ma thú này. Nhưng vào lúc này, một con ma thú từ phía dưới nhảy lên một cái, lợi chảo chính là hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn gào thét mà đến. Mười mấy người tốc độ phản ứng cực nhanh, tại kia ma thú vọt tới một cái chớp mắt, chính là nhao nhao ra tay. Đem nó trực tiếp xé nát mà đi, bị xé nát thì thể rơi vào phía dưới, mà nguyên bản bị quang cầu hấp dẫn ma thú, dường như nhận kích động. Đầu tiên là mấy cái ngẩng đầu dùng trong mắt màu xanh lam nhìn về phía Tiêu Viêm một đám, sau đó chính là nhìn thấy gần vạn con ma thú cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm một đám. Giết một con, phản ứng về phần như thế lớn sao? Cảnh Bình cười khổ một tiếng, nguyên bản những cái kia bổ nhào quang cầu ma thú đều là ngừng lại, cùng nhau nhìn xem bọn hắn. Đến hàng vạn mà tính ma thú, trong đó một con bỗng nhiên phát ra một tiếng khàn khàn lại chói tai tiếng gào rít, lập tức liền. Chính là nhất hô bách ứng, những ma thú kia đều là nhảy lên một cái, hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn điên cuồng bổ nhào mà tới. Còn chờ cái gì, mau ra tay trấn áp bọn chúng. Thủy Châu Nhi quát chói tai một tiếng, Khiếu Chiến kịp phản ứng, trong lòng bàn tay Hắc Thần Sơn hiện ra. Chợt trong cơ thể tiên tri nguyên khí chính là phun trào mà ra, sau đó đều tràn vào Hắc Thần Sơn bên trong, chỉ là trong chớp mắt. Khiếu Chiến trong tay Hắc Thần Sơn chính là hóa thành 100 trượng. Khiếu Chiến vung lên Hắc Thần Sơn chính là đối những cái kia bổ nhào mà đến ma thú dừng lại đập mạnh. Mà những ma thú này còn chưa bị Hắc Thần Sơn nện vào, dáng người chính là biến hình bắn ngược mà đi. Trung điệp quẳng trên mặt đất a, toàn bộ thiên cực thành lập tức bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Khiếu Chiến vung lấy Hắc Thần Sơn, công kích 10 phần đơn giản thô bạo, nhưng là hiệu quả thật tốt, ngắn ngủi một lát. Chính là đem những ma thú này đập lung tung lộn xộn, vẻn vẹn hắn một người chính là hoàn toàn có thể đối phó. Thủy Châu Nhi lông mày lại là hơi nhíu lại. Chợt kia thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong tay Bạch Thần Sơn chính là nổi lên, trên người nàng tiên tri nguyên khí phun trào. Bạch Thần Sơn lập tức hóa thành 500 trượng, mảnh khảnh tay nhỏ nhẹ nhàng tại Bạch Thần Sơn trên thân một điểm, lập tức Bạch Thần Sơn chính là từ trên trời giáng xuống.
Đối phía dưới chính là hung hăng chấn động, mà chân sau nhọn tại Bạch Thần Sơn phía trên lại lần nữa một điểm. Bạch Thần Sơn chính là như con thoi xoay tròn, thanh thế to lớn. Chẳng qua Bạch Thần Sơn lại như là chỉ là một cái hư ảnh, đối những ma thú này căn bản chưa từng tạo thành tính thực chất tổn thương. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khiếu Chiến. Hắc Thần Sơn cũng không phải ngươi như thế dùng, nếu ngươi sẽ chỉ vung lấy đập loạn, ta chỉ là không biết được phụ thân là như thế nào chọn ngươi. Thủy Châu Nhi ánh mắt bên trong hơi có vẻ thất vọng, Khiếu Chiến cười khổ một tiếng, chợt hắn liền thử Thủy Châu Nhi vừa mới chiêu thức. Hắc Thần Sơn ầm vang đện xuống, trực tiếp là đem phía dưới mảng lớn ma thú nghiền thành vỡ nát. Sau đó Khiếu Chiến đối Hắc Thần Sơn chính là một chân, Hắc Thần Sơn trực tiếp là đem trước mặt ma thú mang theo kiến trúc đều san thành bình địa. Thủy Châu Nhi tiếp tục lắc đầu, chỉ điểm lấy Khiếu Chiến chỗ không đúng, nhìn xem nghiêm khắc Thủy Châu Nhi. Tiêu Viêm một đám ở phía trên đành phải làm nhìn xem, bất quá nửa thưởng về sau, phía dưới gần vạn ma thú đều bị Khiếu Chiến Hắc Thần toàn bộ ép thành vỡ nát. Mà lúc này, Khiếu Chiến dường như còn chưa đã ngứa. Thủy Châu Nhi tiểu thư, biện pháp này quả nhiên không sai, ha ha, đa tạ chỉ đạo. Khiếu Chiến cười ngây ngô lấy vào đầu, Thủy Châu Nhi thì là bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại nàng càng là không minh bạch phụ thân của mình vì sao lại lựa chọn hắn. Ma thú thanh lý hoàn tất về sau, ánh mắt của mọi người nhìn về phía quang cầu, chợt đều là nhao nhao nhích lại gần. Quang cầu này bên trong hẳn là có khác không gian. Thủy Châu Nhi chậm rãi nói, chính là nhô ra ngón tay, đi đụng vào quang cầu. Chỉ thấy kia ngón tay không có sờ đến thực chất, mà là trực tiếp xuyên thấu quang cầu, Thủy Châu Nhi thân hình khẽ động, chính là trực tiếp chui vào quang cầu bên trong. Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình liếc nhau, Thủy Châu Nhi hẳn là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Đều cẩn thận một chút, theo ta đi vào chung. Tiêu Viêm căn dặn một chút đội ngũ của mình, tất cả mọi người gật gật đầu. Chợt Tiêu Viêm thân hình cũng là không có vào quang cầu bên trong, sau đó là Cảnh Bình. Chợt đám người trông thấy đội trưởng của mình đều là không có vào, đều là nhao nhao bay vào quang cầu bên trong. Một trận hào quang đẹp mắt chợt lóe lên, trước mắt dần dần rõ ràng, xuất hiện một mảnh mọi người đều trở nên khiếp sợ hình tượng. Đầu tiên truyền đến chính là huyên náo ồn ào thanh âm, mà tại mọi người phía dưới thì là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô cùng thành thị phồn hoa. Tòa thành thị này bọn hắn nhận ra chính là bị Băng Phong Thiên Cực Thành. Chỉ có điều thành thị này cũng không phải là Tiêu Viêm bọn hắn trước đó nhìn thấy Tử Thành, quang cầu bên trong Thiên Cực Thành, tiếng người huyên náo. Trên đường phố càng là như nước chảy, ngẩng đầu còn có thể trông thấy xanh thẳm thiên không, cảnh sắc chung quanh cũng không phải hầm băng, mà là một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng, tại cái kia núi sông ở giữa, còn có thể trông thấy từng đạo trường hồng xẹt qua. Càng hùng vĩ chính là, Thiên Cực Thành diện tích cũng không phải là chỉ có trong hầm băng cỡ như vậy. Quang cầu bên trong Thiên Cực Thành, ánh mắt chiếu tới, nhìn không thấy thành thị cuối cùng, đều là vô cùng tinh xảo đài cao lầu các. Đây mới thực sự là Thiên Cực Thành sao? Tiêu Viêm nhìn trước mắt hùng vĩ tình cảnh, chính là tán thán nói, chẳng qua đây đều chỉ là hư ảnh mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chính là nhìn thấy tại Thiên Cực Thành trên không xuất hiện mấy vạn quân đội, như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện. Tất cả tướng sĩ đôi mắt đều là xanh đậm chi sắc, đều là đấu thần thân thể, nhưng đều không có tiên tri nguyên khí. Sau đó chính là nhìn thấy, tại Thiên Cực Thành trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Mà kia khe hở bên trong xuất hiện mười mấy chiếc phương chu phía trên vô số thân ảnh, trong đôi mắt đều là không có mắt đen. Chiến tranh hết sức căng thẳng, sau đó chỉ thấy Thiên Cực Thành mấy vạn tướng sĩ hóa thành cho bụi. Một tên sau cùng lão giả áo bào trắng tay áo vung lên. Vô số hàn khí chút xuống, đem toàn bộ Thiên Cực Thành bao phủ, hàn khí chạm đến một cái chớp mắt, tất cả mọi thứ đều kết lên thật dày băng xương. Thời gian phảng phất đang băng xương phía dưới, hoàn toàn đông kết. Thiên Cực Thành biến thành một tòa băng thành, người áo bào trắng đi vào trung tâm nhất, hắn lấy đi quảng trường ở giữa quang cầu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, mảnh này màu mỡ thành thị lập tức biến thành một tòa thành chết. Chiến tranh rất tàn khốc, kẻ bại liền chỉ có tử vong. Hình tượng dừng ở đây. Tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, xuất hiện tại trước mắt mọi người chính là một cái đường hoàng lộng lẫy đại điện. Đại điện cuối cùng ngồi một thân ảnh, thẳng tắp mà đứng, áo bào lộng lẫy. Đường xa mà đến những khách nhân, Thiên Cực Thành hoan nghênh các ngươi. Một đạo hùng hậu nặng nề thanh âm chậm rãi từ đạo thân ảnh kia phía trên truyền ra. Đứng lặng tại trên đại điện Tiêu Viêm một đám cùng Cảnh Bình đội ngũ đều là cùng nhau nhìn sang. Chắc hẳn các ngươi tới đây mục đích là vì tìm kiếm Thiên Cực Thành tạo hóa đi. Đại điện ngồi thân ảnh tiếp tục nói, Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay. Tiền bối chúng ta, Tiêu Viêm lời nói còn chưa nói xong, thanh âm kia chính là lại lần nữa truyền ra. Thiên Cực Thành trải qua hết thảy các ngươi đều trông thấy, tại đằng sau ta chính là ta Thiên Cực Thành toàn bộ, có vạn giới cấp cao nhất truyền thừa. Có vạn giới cấp cao nhất vũ khí, các ngươi đều có thể thu hoạch được, mà các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh âm nói, Tiêu Viêm chính là minh bạch, đại điện cuối cùng ngồi thân ảnh cũng không phải là người sống, âm thanh này đến từ viễn cổ. Trở thành ta Thiên Cực Thành khách khanh trưởng lão, vì ta, Thiên Cực Thành báo thù. Câu nói sau cùng ngữ truyền ra thời điểm, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm oán hận, Thiên Cực Thành không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mở ra cái này báo thù kế hoạch. Nhất định phải vì ta Thiên Cực Thành báo thù. Âm thanh này trong đại điện truyền vang ra, thật
thật lâu không tiêu tan. Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ cái này Thiên Cực Thành truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy, nếu là lấy đi về sau, liền nhất định phải vì Thiên Cực Thành mà chiến. Cảnh Bình chân mày hơi nhíu lại. Hẳn là dạng này, chỉ cần lấy đi Thiên Cực Thành đồ vật, tất nhiên sẽ nhận nguyên rủa loại hình, nếu là vi phạm, chắc chắn lọt vào phản vệ. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, không ngờ tới Thiên Cực Thành tạo hóa là bộ dáng như vậy. Tại Tiêu Viêm cùng Cảnh Bình còn tại thảo luận thời điểm, Thủy Châu Nhi đã là phóng ra thanh liên bước chân, chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt của mọi người lập tức ngưng tụ tại Thủy Châu Nhi trên thân. Đi một khoảng cách về sau, Thủy Châu Nhi bỗng nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Khiếu Chiến, chính là mở miệng nói ra. Mặc dù ngươi có chút xuẩn, chẳng qua từ ngươi đạt được phụ thân Hắc Thần Sơn thời điểm, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền đã muốn gánh vác trách nhiệm này. Nếu là vi phạm, ắt gặp phản phệ vạn kiếp bất phục. Khiếu Chiến nghe vậy lập tức khẽ giật mình, cũng không biết Thủy Châu Nhi là không phải cố ý nói đến đe dọa Khiếu Chiến, ngược lại là Tiêu Viêm, đối nó lời nói này rất là phản cảm, khẽ cho mày. Khiếu Chiến mặc dù toàn cơ bắp, nhưng cũng không đến nỗi là trong miệng nàng nói tới xuẩn, nếu như Khiếu Chiến thật lưng phụ trách nhiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiêu thiếu, nàng khẳng định là đe dọa ta, nàng đã cảm thấy ta là cái kẻ ngu, ta vậy mới không tin. Khiếu Chiến nhíu mày, chính là không gọt nói. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt, nhìn chăm chú lên tiếp tục đi về phía trước Thủy Châu Nhi, suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, chính là trả lời, giả cũng liền thôi, nhưng vạn nhất nàng nói là thật đâu. Đã đi đến nơi này, gánh vác liền gánh vác đi, nói không chừng có thể được đại bảo bối. Tiêu Viêm chợt cười một tiếng nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, Tiêu Viêm không nói hai lời, chính là đi thẳng về phía trước. Tiêu thiếu, không thể, ngươi nhìn Thiên Cực Thành dạng này thế lực cường đại đều không có cách nào giải quyết địch nhân, chúng ta lại làm sao có thể. Khiêu Chiến lập tức có chút nóng nảy, hắn không ngốc, hắn hiểu được Tiêu Viêm nói như vậy chính là vì để hắn không muốn áy náy. Khiêu Chiến còn sững sờ tại nguyên chỗ lúc, Thiên Ngưng Hầu ở bên cạnh hắn, vô ý chiến đội đã là đi xa. Lúc này Phong Bạo cùng Nam Nhĩ Minh xoay đầu lại nhìn về phía người Khiếu Chiến, chính là giống to, ngu xuẩn, ngươi nghĩ một người đi gánh vác sao? Đem các huynh đệ xem như cái gì, đuổi theo sát, nếu không ta cùng Nam Nhĩ Minh lấy liền đến đánh ngươi một trận. Trong lời nói mang theo trách cứ cùng chửi rủa, nhưng là lúc này truyền đến người Khiếu Chiến trong tai. Lại là đánh thẳng hắn sâu trong linh hồn, vóc người khôi ngô, tiêu chuẩn đại hán, giờ phút này hai con ngươi phiếm hồng. Khiếu Chiến, ngươi làm sao khóc rồi? Thiên Ngưng ra vẻ chính là muốn cho Khiếu Chiến lau đi khóe mắt nước mắt, Khiếu Chiến lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, lau mặt một cái, đối Thiên Ngưng nói. Không có gì, trong mắt tiến hạt cát, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói, Khiếu Chiến chính là mang theo Thiên Ngưng đuổi theo đội ngũ. Cảnh Bình một đám thì là ở hậu phương, tuyệt không có động tác, dường như cũng không tình nguyện. Mà trong đội ngũ cũng không có người nào đứng ra nói chuyện, đều là duy trì trầm mặc, Cảnh Bình nhìn xem đi xa một đám. Hắn mắt đen bỗng nhiên lấp lóe, như ẩn như hiện ở giữa, lại lần nữa khôi phục như thường. Tiêu Viêm đi vào đại điện cuối cùng, đến nơi đây thời điểm, nơi này chỉ có một cái vương tọa, mà trên chỗ ngồi cũng không có thân ảnh, phảng phất vừa mới nhìn thấy đều là giả. Nhưng ở vương tọa phía sau, hoàn toàn chính xác có một đạo đại môn phía trên che kín đồ văn, đại khái nội dung chính là ghi chép Thiên Cực Thành phát sinh qua đại chiến. Thủy Châu Nhi đứng lặng tại đại môn trước đó, đang chuẩn bị đi qua, bỗng nhiên đại môn chính là mình chậm rãi mở ra. Một đám thân ảnh, chẳng qua 10 người từ đại môn về sau chậm rãi đi ra, cao lớn thân thể khôi ngô trong tay còn nâng một thanh cự kiếm. Đạo thân ảnh này xuất hiện, gần như là khiến cho mọi người đồng tử đều là đột nhiên rụt lại, liền Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Cung Tĩnh huynh, xa xa không cùng tiến lên đây Cảnh Bình, chính là khiếp sợ nhìn xem từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra mấy thân ảnh, nguyên bản mười mấy người chiến đội, hiện tại chỉ còn lại rải rác mấy người. Đã lâu không gặp, các vị, dáng người khôi ngô Cung Tĩnh chậm rãi đi ra, mang theo cười lạnh cùng khinh miệt, quét mắt Tiêu Viêm một đám. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng đánh giá Cung Tĩnh, Tiêu Viêm đích thật là không nghĩ tới Cung Tĩnh có thể sống xuất hiện tại nơi này. Cung Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo trêu tức giọng điệu, các ngươi rất muốn đi vào sao? Cung Tĩnh thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, trên người sáu tinh đấu tiên khí thế chính là bộc phát ra, có thể cảm giác được rõ ràng, Cung Tĩnh thực lực so trước đó mạnh hơn. Tốt một cái hợp tác. Ha ha, ta vốn cho rằng sẽ chết tại phía dưới kia, nhưng không ngờ tới, cái này Thiên Cực Thành là tại chuyển động. Ta sống xuống tới, chẳng qua đã ta sống xuống tới, như vậy có chút thù liền không thể không báo. Cung Tĩnh cười lạnh nói, chợt hắn đôi mắt đang mở hí, chính là tản mát ra nồng đậm túc sát ý tứ. Nhiễm Xương sớm đã thức tỉnh, giờ phút này đi lên phía trước, ánh mắt nhìn Cung Tĩnh như vậy tự ngạo bộ dáng, vóc người khôi ngô hoàn toàn không thua Cung Tĩnh. Nhìn xem Cung Tĩnh mở miệng nói ra, có đảm lượng, ta cổ thần điện từ trước đến nay ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cừu báo cừu, muốn đánh nhau ta Nhiễm Xương liền cho tới bây giờ chưa sợ qua. Nghe được cổ thần điện ba chữ thời điểm, rõ ràng cảm giác được ngươi Cung Tĩnh sắc mặt hơi có chút biến hóa, hắn rất rõ ràng cổ thần điện như vậy thế lực cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cái này chính là truyền thừa chi địa, coi như ta đem các ngươi đều giết, ai lại sẽ biết đâu.
Cung Tĩnh cười lạnh một tiếng chính là trả lời. Nhiễm Xương từ chối cho ý kiến nhún vai, sau đó mày kiếm ép xuống, ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập sát ý. Vậy ngươi tốt nhất đem chúng ta đều giết, nếu không, không phải ta uy hiếp ngươi, ngươi giới không đều sẽ bởi vì ngươi cái này vô tri quyết định trả giá giá cao thảm trọng. Ha ha, các ngươi dường như rất kiêng kỵ ta bộ dáng, cũng thế, các ngươi mạnh nhất cũng chỉ năm tinh đấu tiên đỉnh phong. Ta được đến Thiên Cực Thành truyền thừa, diệt đi các ngươi càng là chuyện dễ như trở bàn tay, thu hồi ngươi những cái này vô dụng uy hiếp, chuẩn bị chịu chết đi. Cung Tĩnh lớn nhỏ một tiếng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, biểu lộ cũng là trở nên dữ tợn vô cùng. Tiêu Viêm cũng là hướng về phía trước phóng ra bước chân, bàn tay chậm rãi vươn hướng sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Trong cơ thể Thái Cổ Thần Lôi thể vận chuyển tới cực hạn, một vòng hồng lôi chính là lấp lóe mà ra. Tại nó trên cánh tay lưu chuyển, chợt chính là nhìn thấy, Tiêu Viêm đem phía sau Bát Hoang Huyền Trọng Xích rút ra, sau đó trùng điệp chống tại trên bờ vai. Chiến hỏa tại Tiêu Viêm trong mắt thiêu đốt, hắn không có ồn ào bất luận cái gì một câu, đã Cung Tĩnh muốn động thủ, hắn liền phục bồi tới cùng. Diễm Hỏa Thần Cổ Thước đã bị Thần Sa Đọa cho bóp nát, Tiêu Viêm cũng tại cùng Thần Sa Đọa chiến đấu bên trong. Thái Cổ Thần Lôi Thể cũng là rốt cục thành công tấn cấp đến Thật Lôi Thể, bây giờ miễn cưỡng có thể nâng động kỳ trọng vô cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Bốn tinh đầu tiên. Về sau mang hộ một mang hộ, giết người ta đều cảm thấy lãng phí thời gian. Cung Tĩnh nhìn xem đằng đằng sát khí Tiêu Viêm, chính là không gọt mở miệng nói ra. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, càng không muốn cùng cái này Cung Tĩnh có cái gì miệng lưỡi chi tranh. Cung Tĩnh không chết Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, chẳng qua lần này, Tiêu Viêm thật sự định đem Cung Tĩnh giải quyết triệt để nơi này. Lúc này, Diệp Phi Ngư cùng Thiên Ngưng gần như đồng thời thủ ấn biến ảo, chính là có từng đạo sức mạnh huyền diệu uốn lượn Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy mình lực lượng của thân thể đạt được một chút tăng cường. Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước đạp mạnh, biển lửa lập tức đến lên dưới chân lan tràn ra, khí thế to lớn. Chợt Tiêu Viêm chính là oanh một tiếng lướt ầm ầm ra, hai tay đồng thời vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là hướng phía Cung Tĩnh mạnh mẽ bổ tới. Tiêu Viêm thân hình từ giữa không trung đột nhiên gào thét mà xuống, Cung Tĩnh trên mặt lại là không gọt, phảng phất trong mắt chưa hề thấy một bốn tinh đấu tiên để vào mắt. Vô luận là bốn tinh đấu tiên hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, trong mắt hắn, năm tinh đấu tiên đều là không đủ gây sợ, huống chi là một bốn tinh đấu tiên. Cung Tĩnh một tay, lười biếng nâng lên đại kiếm, tùy ý chính là đưa tay một ngăn, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lôi cuốn lấy hỏa diễm, trừ cái đó ra, liền một tia nguyên khí cũng không từng vận dụng. Một đạo kim loại va chạm thanh âm gần như là tại Tiêu Viêm cua Bát Hoang Huyền Trọng Xích chút xuống một cái chớp mắt. Cung Tĩnh không thèm để ý chút nào dùng một tay nâng đỡ đại kiếm, chính là cảm giác được một cỗ hắn chưa hề nghĩ tới lực lượng khổng lồ, Cung Tĩnh biến sắc. Nếu không phải là kịp thời dùng một cái tay khác đi nâng đại kiếm, chỉ sợ lúc này, coi như cánh tay của hắn không ngừng, đại kiếm cũng sẽ bị đánh bay. Thậm chí còn có thể nghe được Cung Tĩnh phát lực lúc kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó lúc trong mắt lúc mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, trên mặt khó có thể tin, đủ để chứng minh Cung Tĩnh bị Tiêu Viêm lực lượng rung động. Tốt lực lượng quỷ dị, ngươi làm sao lại có mạnh như vậy lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Cung Tĩnh kinh hô, hắn tu chính là thân xác chi đạo, tại lực lượng cơ thể bên trong có đầy đủ lòng tin. Nhưng hắn chưa hề tưởng tượng qua, Tiêu Viêm này tấm nhìn thon dài lại thân thể gầy yếu bên trong, có thể có như thế bạo tạc tính chất uy lực. Cùng lúc đó, Cung Tĩnh cảm giác được bên cạnh có tiếng thét, chính là trông thấy Nhiễm Xương kia như núi cao nắm đấm cũng là gào thét mà đến. Cung Tĩnh sáu tinh đấu tiên tiên chi nguyên khí chính là bạo dũng mà ra, trên đại kiếm chấn động, liền đem Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho mạnh mẽ bắn ra. Sau đó chính là một kiếm hướng phía Nhiễm Xương gào thét mà đi, Nhiễm Xương tiên chi nguyên khí quấn quanh ở trên nắm tay. Bắn ra lấy hắc quang nắm đấm chính là hung hăng cùng lên trên đại kiếm dồn sức đụng mà ra. Nhiễm Xương quyền phong như mưa rào, hung hãn lực lượng cơ thể cũng là hiện ra, Tiêu Viêm lúc này trên thân cũng là hỏa diễm tràn ngập, vô ý chiến đội đám người đã là toàn bộ xông tới. Thiên Cương Ly Huyền trận đem mọi người lực lượng toàn bộ đều tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, lúc này Tiêu Viêm trên thân phát ra khí tức lập tức tăng vọt đến năm tinh đấu tiên sơ kỳ. Tiêu Viêm hai tay nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn ra được. Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể vận dụng cái này Bát Hoang Huyền Trọng Xích vẫn còn có chút phí sức, chẳng qua đã có thể miễn cưỡng dùng tới dùng một lát. Còn lại đám người liền đem Cung Tĩnh đội ngũ cho bao bọc vây quanh, Long Ý cùng Long Thế Thiên thân hình lướt đi. Trên hai tay nguyên khí phun trào, chính là hóa thành tráng kiện rồng cánh tay, từ ảnh thân hình như quỷ mị, bốn phía lập tức lúc hàn khí phun trào. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo ba huynh đệ cũng là cùng nhau xông ra, một bức nhe răng trợn mắt chiến đấu tư thái. Mười mấy người đối mặt Lam Sơn chiến đội giải rác mấy người, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 172 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.